10 điều không làm cần nhớ với F0 điều trị tại nhà. Điều trị tại nhà, các F0 ngoài những việc nên làm cũng cần phải nhớ những điều không làm sau đây để sớm khỏi COVID-19. Theo bác sĩ Đinh Thế Tiến, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tiếp nối sau thủy đậu, bệnh sởi, gần đây nạn nhân tiếp theo của việc truyền tai cương tắm là COVID-19. Bác sĩ Tiến cho hay, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh. Thực tế, có những lời đồn về bệnh COVID-19 nặng lên sau mỗi lần tắm gội là không có cơ sở. Miền Bắc đang trong những ngày thời tiết chất đậm, rất hại. Bác sĩ Tiến khuyến cáo các f không điều trị tại nhà, hãy đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ ấm cơ thể. Dù truyền tay nhau kiêng tắm gội, nhưng nhiều người lại hâm mộ quá đà, sông lá để ra nhiều mồ hôi, hạ sốt, hông mũi. Trong đông y, sông là biện pháp giúp một số người bị viêm đường hô hấp do virus, giảm cảm giác khó chịu, đỡ mệt mỏi. Các bác sĩ nói không cần thiết lạm dụng thái quá việc sông lá, không sông toàn thân, sông quá lâu. Nếu lạm dụng, thực hiện sông không đúng sẽ gây mất nước nhiều làm cơ thể mệt mỏi hơn. Sông nhiều, sông quá lâu cũng tổn thương niêm mạc hô hấp, sẽ là yếu tố thuận lợi bội nhiễm vi khuẩn giai đoạn sau. Một số người khi mới có kết quả test nhanh dương tính đã vội vàng tìm mua ngay các loại thuốc như thuốc kháng virus, kháng sinh, chống đông, kháng viêm, dù cơ thể chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo bác sĩ Đồng Phú Khiêm, phó trưởng khoa hồi sức tích cực thuộc các bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các thuốc kháng virus dùng không đúng đối tượng, không có tác dụng dự phòng nhiễm nặng hay ngăn ngừa biến chứng hậu COVID-19 sau khỏi bệnh, chưa kể uống sớm quá hoặc không đúng chỉ định có tác dụng phụ không mong muốn về sau. Đặc biệt với thuốc kháng virus Monoprave chống chỉ định với các F0 dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, người có bệnh lý nền về gan, thận với thuốc kháng viêm, chống đông, kháng sinh. Theo bác sĩ Khiêm, đây là các thuốc có tác dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện, bị nặng. Với thuốc chống viêm nhóm corticoid, bác sĩ Khiêm khuyên tuyệt đối các F0 điều trị tại nhà không mua, không tích chữ, không tùy tiện sử dụng. Việc dùng các thuốc này không đúng chỉ định, vừa không có lợi mà còn có tác dụng phụ. Ví dụ, thuốc có corticoid gây suy giảm miễn dịch và nguy cơ gây nặng hơn nếu không đúng thời điểm, gây rối loạn chuyển hóa, mất kiểm soát đường huyết ở người tiểu đường, tăng huyết áp. Thuốc chống đông chỉ có lợi cho những bệnh nhân nặng cần nhập viện, với người nhẹ nếu uống thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu. Với thuốc kháng sinh, bác sĩ Khiêm khẳng định COVID-19 là bệnh do virus gây ra, kháng sinh không có tác dụng trên virus. Nhiều nghiên cứu chỉ ra bằng chứng khoa học, tỷ lệ người mắc COVID-19 đồng nhiễm vi khuẩn đi kèm vô cùng thấp. 1 trên 1 nghìn. Do đó, người dân không cần mua dự trữ kháng sinh, không dùng kháng sinh tràn lan, gây tác dụng phụ không mong muốn. Một số sản phẩm được quảng cáo tăng cường miễn dịch, sức đề kháng, thực tế theo bác sĩ Khiêm có rất ít bằng chứng chứng minh có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 nặng, không được vào các khuyến cáo, hướng dẫn, quản lý điều trị hay dự phòng bệnh nhân COVID-19 của Việt Nam hay thế giới. Cá nhân tôi khuyến cáo không nên mua, dự trữ, dùng các loại sản phẩm này vì hiệu quả của các sản phẩm chưa rõ ràng, trong khi lại tốn kém, bác sĩ Khiêm nhấn mạnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, việc liên tục xét nghiệm COVID-19 là điều không cần thiết với F0 điều trị tại nhà và các F1. Với F1 mới tiếp xúc với F0 chưa cần xét nghiệm ngay vì virus cần có thời gian nhân lên trong cơ thể. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế vừa ban hành ngày 21 tháng 2, với F1 chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ năm cách ly tại nhà, với những người đã tiêm ít nhất 2 mũi hoặc ngày thứ bảy nếu chưa tiêm hoặc chưa đủ 2 mũi. Ngoài ra, việc xét nghiệm với F1 cũng nên làm khi có triệu chứng. Với F0 theo dõi tại nhà không nên test nhiều, chỉ cần test lại sau 7 ngày vì nồng độ virus chỉ thay đổi ở ngày thứ bảy. Tóm lại, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không nên làm 10 điều sau đây khi điều trị tại nhà. Thứ nhất, không kiêng tắm, không lạm dụng sông. Thứ hai, không tích chữ, không tự ý dùng kháng sinh, kháng virus. Thứ ba, không tích chữ, không lạm dụng thực phẩm tăng miễn dịch. Thứ tư, không test liên tục tại nhà. Thứ năm, không sử dụng máy lạnh trung tâm. Thứ sáu, không rời khỏi phòng cách ly trong thời gian cách ly. Thứ bảy, không sử dụng chung vật dụng với người khác. Thứ tám, không ăn uống cùng người khác. Thứ chín, không tiếp xúc gần với người khác và vật nuôi. Thứ 10, không bỏ bữa, không đợi khát mới uống. f không tăng nhanh, cấp độ dịch COVID-19 mới nhất của các tỉnh thành thế nào? Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, cả nước hiện đã có 45 tỉnh thành vùng xanh, 18 tỉnh thành là vùng vàng, số xã phường thuộc vùng đỏ là 244 cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại địa phương theo nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ trên cổng thông tin Bộ Y tế đến tối ngày 22 tháng 2 cho thấy số tỉnh thành vùng xanh cấp độ 1 về dịch COVID-19 là 45 địa phương, 18 tỉnh thành còn lại là vùng vàng, cấp độ 2 về dịch COVID-19. Hiện tại cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ. So với cập nhật cấp độ dịch ngày 9 tháng 2, ở thời điểm đó, cả nước có 48 tỉnh thành thuộc vùng xanh, 15 còn lại tỉnh thành thuộc vùng vàng. Thì đến ngày 22 tháng 2, số tỉnh thành vùng xanh đã giảm 3 địa phương, tỉnh thành vùng vàng sẽ tăng thêm 3 địa phương. Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là vùng xanh, với 6.597 xã phường là vùng xanh, chiếm 62,2%, cập nhật ngày 9 tháng 2. Cả nước có 8.106, chiếm 76,4% có 2.668 xã phường thuộc vùng vàng, chiếm 25,2%, tăng thêm 531 xã phường so với ngày 9 tháng 2. Có 1.076 xã phường là vùng cam, chiếm 10,1%, tăng 745 xã phường so với ngày 13 tháng 2. Đến nay, cả nước có 244 xã phường thuộc vùng đỏ, chiếm 3,3%, tăng thêm 210 xã phường so với đánh giá ngày 9 tháng 2. Danh sách 45 tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ 1 về dịch COVID-19. Phía Bắc có 19 tỉnh thành, bao gồm Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Miền Trung và Tây Nguyên có 10 tỉnh bao gồm Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Con Tum và Gia Lai phía Nam có 16 tỉnh thành bao gồm An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Cà Mau, thành phố Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh. 18 tỉnh thành thuộc vùng vàng cấp độ 2 về dịch COVID-19. Bình Phước, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, thành phố Đà Nẵng, Đắk Lắc và Đắk Nông. Theo quy định, vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ, vùng cam phải hạn chế một số. Bộ Y tế cho biết, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 NQCP của chính phủ. Tuy vậy, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong hai tuần qua. Các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết số 128 NQCP và quyết định số 218 QD PIT ngày 27 tháng 1 năm 2022, linh hoạt tăng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ 3 lên cấp độ 4, mở một số khu vực có diễn biến dịch phức tạp để nhanh chóng kiểm soát tình hình, ngăn chặn hiệu quả lây nhiễm, thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ, ý thức của người dân. Theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của Bộ Y tế về chuyên môn, Y tế thực hiện nghị quyết 128, các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 bao gồm Tiêu chí 1, tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn, trên số dân, trên thời gian. Tiêu chí 2, độ bao phủ vaccine. Tiêu chí 3, đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Về cách xác định các tiêu chí, Bộ Y tế cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có hai nhóm để xác định cấp độ dịch gồm có nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng để biết được nơi mình đang sống sẽ đến thuộc nguy cơ nào người dân truy cập vào bản đồ Covid 19 cấp độ dịch .y tế. .gov .vn đây là trang web do cục công nghệ thông tin bộ y tế quản lý tại đây người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống làm việc bằng cách chọn danh sách ở góc trên phải của màn hình tiếp đến chọn cấp độ hành chính quận huyện, thành phố, thị xã và theo dõi chi tiết bên bảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã, phường, thị trấn phía bên trái.